Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước chính thức có hiệu lực thi hành, chính thức đổi tên căn cước công dân thành căn cước. Luật căn cước cũng đưa ra quy định về giá trị sử dụng thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân đã được cấp. Theo đó, thẻ căn cước được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước. Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân giữ nguyên giá trị sử dụng. Chứng minh thư nhân dân hết hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế và chính quyền địa phương tổ chức chương trình tuyên truyền thông phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia bằng tàu thuyền cho người dân và vùng lân cận. Với thông điệp nếu di cư trái phép sang Australia bằng tàu thuyền, bạn sẽ buộc phải quay trở lại, hãy di cư an toàn và hợp pháp. Để giới thiệu đến bà con nhân dân và học sinh trên địa bàn xã Môn Sơn về tình hình thực trạng của người Việt Nam di cư trái phép sang Australia và các quy định của chính phủ Australia đối với những người di cư bất hợp pháp. Thông qua các chương trình văn nghệ, kịch truyền thống, các đoạn phim ngắn, tờ rơi tuyên truyền và bốc thăm trả lời câu hỏi trắc nghiệm, giúp người dân và học sinh nâng cao nhận thức về việc di cư an toàn, phòng chống di cư trái phép từ Việt Nam sang Australia bằng tàu thuyền, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phối hợp, phát hiện, tố giác các vụ việc đưa người di cư trái phép tại địa phương. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM cho biết sẽ triển khai gửi biên bản vi phạm giao thông của học sinh sinh viên về trường học để xét loại hạnh kiểm. Đây là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông. Thống kê của lực lượng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, từ cuối năm 2023 đến nay, Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt hơn 539 trường hợp học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông đường bộ. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo lập danh sách học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông gửi về trường để đánh giá xếp loại hạnh kiểm trong từng học kỳ và năm học. Một biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh sinh viên vi phạm giao thông. Thực tế cho thấy, dù đã ký cam kết, nhưng học sinh nhiều trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn vô tư đi xe máy đến trường và tìm chỗ gửi xe ở nhà dân xung quanh. Nhiều trường hợp còn không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định. Tại các nước phát triển trên thế giới, vận tải hành khách công cộng nói chung và hệ thống xe buýt đều được ưu tiên trong giao thông, được tạo điều kiện tối đa để phát triển. Bởi vì không những phục vụ số đông dân cư mà còn giúp giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Trong những năm gần đây, hệ thống giao thông công cộng tại thành phố Hà Nội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành loại hình vận tải hành khách chủ lực, đặc biệt là xe buýt. Tuyến buýt nhanh BRT số 1 Kim Mã Hà Nội được thành phố Hà Nội đưa vào sử dụng từ tháng 12 năm 2016 với tổng mức đầu tư khoảng 1.100 tỷ đồng. Đây là dự án BRT đầu tiên ở Việt Nam. Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả của tuyến buýt này, tuy nhiên, dưới góc độ của người dân hàng ngày có nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng, đây là loại hình phù hợp với sự phát triển hạ tầng thủ đô. Có đường riêng cho BRT thì mọi người thường đi lại những cái tuyến này, tôi thấy đi tương đối đông. Trong thời gian qua cũng đã trung bình một năm vận chuyển trên 5,2 triệu lượt hành khách. Và đặc biệt là tuyến BRT là có tuyến có sản lượng vé một tuyến là cao nhất toàn mạng. Doanh thu thì đứng thứ hai cả mạng. Theo các chuyên gia, xe buýt có thể đáp ứng được trên 34% nhu cầu đi lại của người dân ở Hà Nội, không những giảm ùn tắc giao thông mà còn giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vận tải hành khách công cộng mới đạt được 18%. Tuyến BRT là tuyến duy nhất thể hiện được rõ cái ý đồ là ưu tiên giao thông công cộng và hạn chế giao thông cá nhân. Xuất phát từ tuyến BRT số 1 này, thành phố Hà Nội nên nghiên cứu và triển khai rộng sang nhiều tuyến đường ưu tiên khác cho xe buýt. Nếu như chúng ta tổ chức được cho các ô tô buýt có chế độ ưu tiên là tốt hơn nhiều. Bởi vì làm như thế thì cái vấn đề phát triển phương tiện công cộng là tốt hơn.
để hệ thống giao thông công cộng tiến tới mục tiêu trở thành loại hình vận tải hành khách chủ lực, đồng thời dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030, thì thành phố cần tạo ưu tiên hơn nữa để phát triển giao thông công cộng, đặc biệt là xe buýt. Nhân kỷ niệm 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nga và 74 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm nhân ngày vũ trụ 12 tháng 4. Ngày 12 tháng 4 năm 1961, chuyến bay của phi hành gia Liên Xô đã mở ra kỷ nguyên vũ trụ. Kể từ thời điểm đó, các quốc gia trên thế giới đã đi theo con đường của những khám phá vĩ đại trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, xác định hướng phát triển của nhiều ngành khoa học, công nghiệp và thậm chí cả nghệ thuật. Những khám phá của các nhà khoa học, sự phát triển của các kỹ sư và nhà thiết kế đã mang lại bước đột phá về công nghệ. Từ đó đến nay, ngày 12 tháng 4 đã trở thành ngày lễ quốc gia của Nga. Thưa quý vị, sau đây là một thông tin vui đối với du lịch nước ta và đặc biệt là với ngành du lịch tại Ninh Bình. Tờ Daily Mail, chuyên trang du lịch của Anh, vừa công bố Ninh Bình đứng vị trí thứ tư trong top 10 kỳ quan mới thế giới ít đám đông dựa trên các tiêu chí về vẻ đẹp, sự tráng lệ và mức độ gây ấn tượng với du khách. Tờ Daily Mail của Anh dẫn lời các chuyên gia tư vấn du khách nên đặt tour tới các điểm đến đang nổi lên như những kỳ quan mới của thế giới. Trong đó, Ninh Bình được các chuyên gia đánh giá không kém gì điểm đến nổi tiếng Vịnh Hạ Long, được sông đáy bao quanh cùng đa dạng các loại hình thờ tự như lăng tẩm, đền, miếu, phủ, chùa và khung cảnh nông trang yên bình, cảnh quan sông nước, các cánh đồng lúa chín vàng. Đây không phải lần đầu báo chí nước ngoài dành lời khen ngợi cho Ninh Bình. Trước đó, địa phương này đã nhiều lần xếp hạng cao trong danh sách bình chọn của nhiều chuyên trang du lịch quốc tế uy tín. Để tiếp tục nâng cao thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, Ninh Bình đang đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, làm mới sản phẩm, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh văn hóa du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh con người cố đô hiền hòa, thân thiện và mến khách. Ngày 12 tháng 4 tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức diễn đàn Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững. Đây là một trong những nỗ lực cụ thể của ngành du lịch nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong việc chủ động vận động các doanh nghiệp du lịch cả nước thực hiện chuyển đổi xanh để chung tay bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế xanh, phát triển bền vững. Trong quyết định 882, Thủ tướng ban hành kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là trong nghị quyết số 82 của Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững, Chính phủ đã chỉ đạo ngành du lịch xây dựng và triển khai chương trình hành động du lịch xanh giai đoạn 2023-2025. Như vậy, yêu cầu chuyển đổi xanh trong du lịch đã được Chính phủ khuyến khích ngành du lịch triển khai. Là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2024, Diễn đàn Du lịch Việt Nam chuyển đổi xanh để phát triển bền vững là một cơ hội để những người làm du lịch trao đổi và thảo luận những nội dung cơ bản của chuyển đổi xanh trong lĩnh vực du lịch, về các giải pháp triển khai, về trách nhiệm và sự vào cuộc của các bên liên quan trong việc đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao vị thế của du lịch Việt Nam, nâng cao sự tăng trưởng của các doanh nghiệp và đời sống của hàng triệu lao động trong lĩnh vực du lịch. Vừa qua tại Hà Nội, Liên hội Đào tạo Du lịch Việt Nam phối hợp với các bên liên quan tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế, Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế giai đoạn hiện nay. Hội thảo thu hút được sự quan tâm của đông đảo người làm du lịch, các cơ quan đơn vị trong ngành du lịch nhằm thống nhất đưa ra các giải pháp để đáp ứng đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao trong thời kỳ mới. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước hiện có 195 cơ sở đào tạo du lịch, gồm 65 trường đại học có các khoa du lịch, 55 trường cao đẳng, 71 trường trung cấp và 4 trung tâm đào tạo nghề. Trình độ kỹ năng nghiệp vụ nguồn nhân lực luôn là yếu tố quyết định sự phát triển của du lịch trong bất cứ bối cảnh nào. Đứng trước những nhu cầu xu hướng du lịch mới hình thành sau những tác động của đại dịch COVID-19, du lịch Việt Nam muốn phát triển càng cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, Hội thảo Quốc tế Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay là một cơ hội để ngành du lịch, ngành đào tạo nhân sự du lịch, đơn vị sử dụng lao động du lịch cùng nhau đánh giá tình hình và tìm giải pháp cho vấn đề này. Thời gian qua, với sự phục hồi của hoạt động du lịch, các doanh nghiệp lữ hành quay trở lại thị trường và đăng ký mới tăng mạnh. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp du lịch cần chuẩn bị đủ nguồn nhân lực,
Đồng thời các cơ sở đào tạo cũng cần có giải pháp để đáp ứng đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực du lịch ngày càng cao của doanh nghiệp. Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam Hà Nội 2024, Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra tại thành phố Hà Nội. Sự kiện nhằm giới thiệu về vùng đất, con người, những tiềm năng và thế mạnh cùng các sản phẩm du lịch của địa phương đến với đông đảo công chúng. Tại sự kiện, đại diện tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu một số chương trình tour du lịch kích cầu kết nối giữa thành phố Hà Nội, các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng với Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận. Mục đích sự kiện lần này nhằm quảng bá giới thiệu về văn hóa điểm đến, sản phẩm tiềm năng thế mạnh của các sản phẩm du lịch tỉnh Thái Nguyên, cung cấp danh mục dự án thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tìm kiếm cơ hội đối tác đầu tư ký kết hợp tác khai thác phát triển tối đa tài nguyên du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần tăng lượng khách du lịch đến với Thái Nguyên. Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung xây dựng phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch chính, gồm du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử về nguồn, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng nông thôn gắn với văn hóa trà, du lịch MICE, thể thao khám phá hang động mạo hiểm. Với nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn, độc đáo cùng với các giá trị văn hóa đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một hành trình trải nghiệm trọn vẹn với đầy đủ sắc màu về vùng đất và con người Thái Nguyên. Tối ngày 12 tháng 4, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam tổ chức lễ khai mạc giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc năm 2024. Đây là dịp để kiểm tra trình độ, khả năng thi đấu của lực lượng vận động viên boxing các tỉnh thành ngành trên toàn quốc, qua đó phát hiện, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia để bồi dưỡng, đào tạo, tham dự các giải quốc tế. Giải quy tụ hơn 350 võ sĩ của 38 đơn vị trong cả nước, tranh các bộ huy chương dành cho các nhóm tuổi, trẻ từ 17 đến 18 tuổi và nhóm trưởng thành từ 19 đến 40 tuổi. Trong đó, ở nhóm trẻ, thi đấu nam có 14 hạng cân, còn nữ có 11 hạng cân. Ở nhóm trưởng thành, nam có 14 hạng cân, còn nữ có 13 hạng cân. Các võ sĩ sẽ thi đấu trên hai sàn đài cùng một lúc, thay vì chỉ thi đấu trên một sàn đài duy nhất như các giải đấu trước đây. Đây là một trong những bước tiến trong kế hoạch nâng cấp các giải boxing quốc gia để tiếp cận với chuẩn các giải thi đấu quốc tế, giúp các võ sĩ có cơ hội làm quen và trải nghiệm với thể thức thi đấu quốc tế. Giải sẽ kéo dài đến hết ngày 16 tháng 4. Thưa quý vị, nằm trong loạt bài chuyển đổi sản xuất nông nghiệp bền vững ở Tây Nam Bộ, báo Nhân dân số ra hôm nay đăng tải bài 2 chất lượng cao, phát thải thấp gắn với chuỗi ngành hàng. Để ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu, thời gian gần đây, nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã triển khai một số chương trình hành động về nông nghiệp thông minh, sản xuất lúa hướng đến chất lượng cao, phát thải thấp. Tuy nhiên, cần mở rộng không gian kinh tế mang tính liên kết vùng, tạo thành chuỗi ngành hàng. Theo đó, cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất thuận tiện, xác định chính xác mô hình sản xuất phù hợp với thực tiễn tại các địa phương, tạo lập cơ chế liên kết bền chặt. Được xếp vị trí thứ 5 trong giỏ thực phẩm của toàn cầu, điều này đã khẳng định sản phẩm lương thực thực phẩm của Việt Nam, trong đó có thực phẩm hữu cơ, ngày càng được người tiêu dùng thế giới ưa chuộng. Theo bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng, phát huy những thành quả đạt được, nhiều doanh nghiệp không ngừng tạo ra thêm các sản phẩm mang đậm bản sắc Việt, chinh phục thành công nhiều thị trường khó tính trên toàn cầu. Theo thống kê, ngoài 200 thị trường xuất khẩu, trong đó có 50 thị trường xuất khẩu chủ lực, thì thị trường Hà Lan, các quốc gia Hồi giáo được đánh giá là thị trường mới, tiềm năng. Hiện ước tính kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang các quốc gia Hồi giáo trong khu vực ASEAN gần 30 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh sẽ có tốc độ khai thác tối thiểu 160 km/h, chạy trên tuyến khổ 1.435mm và sử dụng điện khí hóa. Bài viết trên báo Tiền Phong nhận định, nếu được đầu tư xây dựng, tuyến đường này sẽ thu hút một lượng hàng hóa và hành khách lớn, trở thành cửa ngõ giao thương của Việt Nam với thế giới. Đại diện lãnh đạo Cục Đường sắt Việt Nam cho biết tuyến đường sắt tốc độ cao Đông Tây đang ở bước lập quy hoạch. Dự kiến đơn vị tư vấn sẽ tiếp tục khảo sát, thu thập số liệu bổ sung và chỉnh sửa để lập báo cáo cuối kỳ, sau đó lấy ý kiến Hội đồng thẩm định, các bộ, ngành, chuyên gia và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định phê duyệt. Thị trường đất nền vẫn được coi là kênh đầu tư vua, thu hút được nguồn tiền trong quý I năm 2024. Theo thống kê của các đơn vị tư vấn bất động sản, nhiều số liệu cho thấy dấu hiệu thị trường giã băng khi giá bán đã đảo chiều đi lên.
Chung quanh vấn đề này, báo Hà Nội Mới cũng đăng tải ý kiến của một số chuyên gia cho rằng, giai đoạn hiện nay là đợt thanh lọc một số chủ đầu tư có ý định trục lợi đầu cơ đất, dẫn tới hệ lụy phát triển thiếu ổn định cho thị trường. Do tác động của các luật liên quan đến bất động sản sắp có hiệu lực, nhiều hành vi sẽ được điều chỉnh lại. Một số chủ đầu tư muốn tồn tại và đi tiếp cần tập trung vào phân khúc cho những đối tượng người ở thật và sản phẩm tạo ra giá trị cho xã hội. Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội đang là vấn đề lo ngại lớn. Rất nhiều đơn vị chây ì không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nhiều năm liền với số tiền chậm đóng lên đến hàng tỷ đồng, thậm chí là hàng chục tỷ đồng. Nhiều ý kiến kiến nghị dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cần tăng nặng chế tài đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng này. Theo bài viết trên báo Đại Đoàn Kết, hiện dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 tới. Theo đó, làm rõ và tách riêng các điều về xác định chậm đóng, trốn đóng, xử lý chậm đóng, xử lý trốn đóng để phân định rõ hành vi chậm đóng và hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội. Qua đó có thể áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Thưa quý vị, từ 2.000 đồng, 3.000 đồng, rồi hiện nay là 5.000 đồng, được góp hàng năm. Đến nay, sau hành trình 15 năm, sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp đã xây tặng 80 căn nhà cho chính sinh viên khó khăn của trường mình. Tổng số tiền đóng góp gần 3 tỷ đồng cùng hơn 1.100 ngày công lao động của sinh viên đã kết tinh thành những mái ấm chứa chan tình người. Trao đổi với phóng viên Báo Tuổi Trẻ, chị Lê Ngọc Đáng cho biết chị là một trong những cựu sinh viên của trường được nhận căn nhà trong năm đầu tiên khởi động mô hình này. Nhờ vậy mà cả nhà chị có chỗ ở khang trang, anh chị em yên tâm học tập và cũng là động lực để tiếp sức cho gia đình, gửi niềm tin vào con đường tri thức. Nội dung vừa rồi của tiểu mục Điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.